Chào các bạn trở lại. Khải Toàn xin chia sẻ vài bước đơn giản giúp gia tăng may mắn trong cuộc sống hàng ngày. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn tức giận? Cơ thể của bạn sẽ sản sinh ra độc tố. Điều này tương tự các nhà khoa học đã thử nghiệm: 2 ly nước, 1 ly nghe nhạc êm dịu, 1 ly nghe nhạc kích động. Sự giận dữ không chỉ làm tổn hại đến cơ thể, đến tinh thần và xua tan đi vận may của bạn. Một cô gái đi xin việc vì khó chịu với bảo vệ ở cổng, khi vào thang máy thiếu sự lễ phép, cô ta không biết mình đang đi thang máy cùng với vị sếp. Trong cuộc phỏng vấn sau đó đã thất bại vì trong lòng còn khó chịu việc lúc nãy. Mặc dù cô ta đã cố gắng tỏ vẻ bình thường, nhưng thần thái và cách trình bày của cô không thuyết phục. Khi bạn giận dữ, khi bạn cáu gắt, mọi hành động tiếp theo của bạn đều có thể là tai họa. Tự mình đạp đổ đi những thành quả, tự mình xua đuổi những vận may. Và đặc biệt lúc ấy gương mặt của bạn rất đáng sợ, rất khó xem. Bạn hãy thử quay lại video lúc mình giận dữ. Hãy thử soi gương lại lúc ấy. Đó không phải là con người của bạn. Đó là một phiên bản khác hoàn toàn bạn. Điều tệ hơn, nếu ai đó thường xuyên nóng giận, thường xuyên cáu gắt, sản sinh ra khí trường hắc ám, không khí ảm đạm cho những người sống bên cạnh. Không khéo, những người này sẽ ảnh hưởng sự tiêu cực. Vậy làm cách nào để không còn phải nóng giận? Mời các bạn xem lại video trước video này và tập ngồi thiền mỗi ngày chừng 10 phút. Chỉ đơn giản như vậy, bạn sẽ gia tăng cơ hội may mắn trong cuộc sống. Ai lại không thích mình may mắn? Nhưng cần sự kiên trì. Những thứ dễ dàng có được mà không phải vất vả sẽ chẳng thể tồn tại lâu trên thế gian này. Tu nhân nào có quả ấy. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Mời các bạn đón xem video vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Thiền Định và Khải Toàn Phong Thủy. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.